Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La Bàn Đầu Tư. Chương trình được livestream vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần của Trung tâm Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Tôi là Lương Xuyên và bạn đồng hành với tôi ngày hôm nay là anh Tuấn Hoàng Pape cùng đến từ khối quản lý tài sản. Có lẽ là mọi người khi mà theo dõi nhiều chương trình của chúng tôi thì sẽ thấy anh Tuấn Hoàng là một gương mặt rất là quen thuộc. Thì hôm nay rất là may mắn khi được anh Tuấn Hoàng đồng hành cùng với tôi trong chương trình này. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì cũng như mọi khi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là cập nhật về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là thông tin cổ phiếu, phần thứ ba là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Chúng tôi đi vào phần thông tin vĩ mô. Tôi xin phép được cập nhật thông tin Covid-19. Thì chúng ta có thể thấy đó là trong tuần vừa qua, từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 thì các điểm nóng Covid-19 trên thế giới như sau. Ở châu Á thì trung bình ca nhiễm mới trên tuần tại Ấn Độ đã giảm 25% so với đỉnh, tỷ lệ tử vong đang ở đỉnh dịch với 4.100 ca trên một ngày. Ở châu Âu thì 27 nước thành viên EU đồng ý mở cửa biên giới với khách du lịch đã tiêm vaccine, với tỷ lệ tiêm vaccine của khối EU đạt 39%. Tại Bắc Mỹ thì tỷ lệ vaccine toàn dân tăng lên 48%, 18 bang bỏ quy định đeo khẩu trang với người tiêm vaccine. Ở tại Nam Mỹ thì biến chủng B.1, triển khai vaccine kém và biểu tình không hạ nhiệt khiến 5 quốc gia Nam Mỹ có mặt trong 10 nước có tỷ lệ tử vong trên 100.000 người cao nhất. Và chúng ta cũng biết rằng là trong tháng 5 vừa rồi thì ở khu vực New York của Mỹ họ đã bắt đầu dỡ bỏ cái lệnh cấm các quán bar, các vũ trường, các những điểm ăn uống. Chúng ta biết rằng là khi Mỹ thực hiện cái việc giãn cách xã hội và cấm những cái hoạt động vui chơi giải trí đó, thì sau đó là cái nhu cầu mà tức là con người sẽ ở nhà rất là nhiều và cái nhu cầu những cái đồ nội thất lên rất là cao. Chúng ta nhận thấy rằng là ví dụ như nếu anh chị có theo dõi ngành xuất khẩu của Việt Nam ấy, ví dụ những ngành như kiểu ngành xuất khẩu gỗ chẳng hạn, như kiểu PTB hay là gỗ Đức Thành, thì họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ thời gian qua, là bởi vì khi người dân ở nhà người ta có rất nhiều tiền để tiêu thì họ bắt đầu chuyển dòng tiền đấy để họ mua sắm những thiết bị trong gia đình. Ngược lại, khi mà họ bắt đầu ăn uống trở lại, những hoạt động quay lại trở lại thường ngày, thì đâu đó là sẽ cái nhu cầu cho những cái sản phẩm như F&B rồi vui chơi giải trí nó sẽ phục hồi trong thời gian tới. Và trong ngày hôm nay thì Tuấn sẽ cùng bạn Duyên sẽ cùng đi tìm cái cơ hội đấy để phục vụ quý nhà đầu tư. Và tiếp theo về cái thông tin vĩ mô thì đó là Fed duy trì lãi suất gần như bằng không, tái khẳng định lạm phát gia tăng là nhất thời. Thì mặc dù là CPI tháng 4 tăng 4,2% và bảng cân đối kế toán của Fed đã lên đến gần 8.000 tỷ USD và tương đương với 38% GDP của Mỹ, và Fed giữ nguyên chính sách nới lỏng và tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế với tốc độ mua 120 tỷ USD tài sản trên một tháng, và tỷ lệ thất nghiệp ở tháng 4 ở mức là 6,1% là lý do chính khiến Fed duy trì quan điểm cần kích thích nền kinh tế. Và gần đây thì chúng ta có thể thấy có một vài thông tin tổ chức hay cá nhân cũng đang lo lắng về tình trạng lạm phát này. Vậy thì theo anh Tuấn thì anh đánh giá như thế nào về tình trạng lạm phát như thế này? Chúng ta thử nhìn lại cái bảng cân đối của Fed từ giai đoạn năm 2008 đến nay. Thì năm 2008 khi mà cái cuộc khủng hoảng tại khủng hoảng kinh tế diễn ra, thì Mỹ đã in một lúc khoảng 1.400 tỷ đô, tức một con số rất là lớn lúc đó, và khiến cho bảng cân đối của Fed nó đang ở mức này, nó vẫn vọt lên mức rất là cao, tức là tương đương khoảng 9% GDP của Mỹ đấy thời điểm đấy. Và khi mà tăng như thế thì lúc đó bắt đầu xuất hiện ra một đồng tiền mới, đồng tiền Bitcoin. Và Bitcoin sinh ra để làm gì? Họ cái mục tiêu của họ là tránh cái sự lạm dụng quyền lực của Fed và của các nước in tiền rất là lớn. Tương tự thế khi mà năm 2020 Mỹ cũng in một lượng tiền rất là lớn như vậy. Chúng ta vừa xem cái bảng cân đối của Fed là tăng 32% GDP, một con số cực kỳ khủng khiếp. Thì cũng trong thời gian đấy chúng ta cũng chứng kiến rằng là giá cũng tài sản số như ở Bitcoin họ tăng rất là phi mã, đúng không ạ? Từ 8.000 đô, tôi nhớ là như vậy, lên khoảng 64.000 đô. Thì khi mà cái quyền lực nó bị lạm dụng ấy, thì lúc đó thế giới sinh ra những tài sản mới, mà tài sản đấy nó sẽ gọi là đánh bại cái quyền lực của Fed. Còn quay lại vấn đề ngày hôm nay là chúng ta đặt câu hỏi rằng là thời gian tới có xảy ra lạm phát hay không, thì Tuấn chưa biết rằng là liệu xảy ra lạm phát hay không, nhưng mà điều chắc chắn rằng là khi cái lượng tiền lớn bơm ra như thế thì những tài sản thanh khoản lỏng, những gọi tài sản lỏng, tức là tài sản mà có thanh khoản rất là dễ để mua và bán ấy, là những tài sản đấy sẽ tăng giá rất là mạnh mẽ.
chúng ta chứng kiến là khi mà Fed bơm tiền rất là mạnh mẽ trong năm 2020 thì lúc đó là giá cổ phiếu cũng tăng vọt lên rất là cao, đúng không ạ? Và chúng ta đã được tận hưởng cái thời kỳ mà chưa bao giờ cái giá cổ phiếu tăng mạnh như bây giờ, đúng không ạ? Thì đấy là một cái Tuấn nghĩ rằng là mình chưa cần quan tâm nhiều đến đến lạm phát đâu, mà chúng ta tập trung quan tâm trước đến là cái tài sản thanh lỏng trước. Và khi mà lạm phát lên thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều thời gian để quay để kịp thời thoát khỏi cái vị thế. Mà đồng thời khi mà lạm phát tăng ấy thì thông thường nó sẽ cái giai đoạn đầu tăng rất là chậm trước khi mà lãi suất sẽ tăng trở lại. Thì đấy, quan điểm của Tuấn là hiện tại chưa có vấn đề gì đáng phải lo cả. Vậy là anh Tuấn muốn nhắn gửi đến quý nhà đầu tư đó là ở thời điểm này thì lạm phát không phải là cái vấn đề để quý nhà đầu tư lo lắng, mà quý nhà đầu tư hãy tập trung để có thể là gia tăng tài sản và lợi nhuận của mình trong cái thời kỳ rất là hiếm hoi như thế này. Chúng tôi chuyển sang tin tiếp theo, đó là hộ chiếu vaccine, giấc mơ du lịch bình thường trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Thì thị trường du lịch đang có dấu hiệu hồi phục trở lại với các nền kinh tế triển khai vaccine hiệu quả và số lượng hành khách đi máy bay trong 5 tháng đầu năm đã hồi phục đến 60% so với năm 2019, và 27 nước EU thì đã đồng ý mở cửa du lịch cho những hành khách đã tiêm đủ vaccine. Với tin tức này thì anh Tuấn có đánh giá gì hay là thị trường sẽ được hưởng lợi như thế nào của ngành này không ạ? Trong cái việc mà phục hồi về đi lại, tức là chúng ta sẽ nghĩ đến ngành hàng không, đúng không ạ? Nhưng mà quan điểm của Tuấn cho rằng là ngành hàng không sẽ chưa thể phục hồi được ngay được, nhất là ở tại Việt Nam. Việt Nam mình vẫn là nước mà cái tỷ lệ tiêm vaccine rất là thấp luôn. Thì chính phủ mình sẽ không mạo hiểm mở ngay cái các đường bay quốc tế về, vì nó sẽ, nếu như có những đợt dịch bùng phát, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái gánh nặng lên cái hạ tầng y tế của Việt Nam. Đó, thế thì đứng trong quan điểm đấy thì Tuấn cho rằng là chỉ khi nào cái lượng tiêm vaccine của Việt Nam ấy là phải được 70%, tức là miễn dịch cộng đồng, hoặc là ít nhất phải được khoảng 50% như các nước châu Âu hiện nay, thì lúc đó cái mình mới kỳ vọng được cái sự phục hồi của nền kinh tế ở góc độ ngành hàng không và ngành du lịch. Tuy vậy, cái chiều ngược lại ấy, khi mà các nước phát triển họ nhu cầu ăn và nhu cầu giải trí quay trở lại, thì lúc đó là những mặt hàng xuất khẩu Việt Nam và bên trong đó mà theo mặt hàng F&B sẽ phục hồi rất là tốt. Thì trong đó thì Tuấn nghĩ rằng là mặt hàng cá tra chẳng hạn, thủy sản là những mặt hàng mà đã bị chịu một cú hít rất là lớn trong thời gian qua, cái chuỗi cung ứng của họ bị đứt gãy, và bây giờ khi mà chuỗi cung ứng được nối lại thì cùng với cả cái giá thành sản xuất, tức là giá thành những người dân trong giai đoạn qua họ đã bỏ nuôi treo chuồng rất là nhiều, thì cái nguồn cung bị sụt giảm, trong nguồn cầu sắp tới sẽ tăng lên rất là cao. Nếu quý vị có đọc cái bài báo ngày hôm nay hay vào ngày hôm qua đấy, là Mỹ đang bị thiếu cánh gà, đúng không? Thiếu cánh gà, thì tức là khi mà cái nhu cầu quay trở lại nó sẽ vượt quá mọi cái sự tưởng tượng của chúng ta, tức là cái nhu cầu ăn và mặc, những cái nhu cầu mà rất là cơ bản con người, những nhu cầu giải trí, thì đó là những cái cơ hội mà chúng ta thể hướng tới trong thời gian tới. Chúng ta chuyển sang tin tiếp theo của thông tin vĩ mô, đó là chính phủ Mỹ hạ mức đề xuất áp thuế doanh nghiệp toàn cầu xuống 15%. Bộ Tài chính Mỹ phát tín hiệu đồng ý giảm mức đề xuất đánh thuế của các doanh nghiệp toàn cầu từ mức là 21% xuống còn 15% cho lợi nhuận thị trường nước ngoài của các công ty Mỹ, gần hơn với mức là 12,5% đề ra của OECD. Và chính phủ Mỹ nhấn mạnh muốn đánh thuế cao hơn để tăng thu ngân sách. Và các quốc gia khác thì lại xem là mức thuế thấp là chiến lược để thu hút các doanh nghiệp và nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài để phát triển kinh tế. Anh Tuấn có đánh giá gì về tin tức này không ạ? Không, về tin tức này thì Tuấn chưa có đánh giá gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thôi, chưa thông tin gì cả. Chúng ta chuyển theo sang tin tiếp theo, đó là S&P nâng triển vọng kinh tế Việt Nam lên tích cực. Thì S&P Global thông báo giữ nguyên hệ số tín nhiệm của Việt Nam và nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực nhờ các thống kê về kiềm chế dịch Covid-19 và thu hút vốn FDI, tăng trưởng xuất khẩu, kinh tế nội địa khả quan. Và Việt Nam là nước duy nhất được cả ba tổ chức tín nhiệm, ba tổ chức xếp hạng tín dụng S&P, Moody's và Fitch đánh giá là nền kinh tế tích cực. Và như số liệu của quý 1 năm 2021 cho thấy, đó là ngoại trừ Việt Nam và Singapore thì các nền kinh tế khác trong khu vực Đông Nam Á tăng trưởng âm do tái bùng phát Covid-19, và tốc độ triển khai vaccine sẽ quyết định đến tốc độ hồi phục và tăng trưởng kinh tế. Và đúng như vậy, thì ta biết rằng là khi mà cái Covid được tiêm phòng nó hiệu quả ấy, thì tự nhiên rằng là cái việc mở cửa kinh tế sẽ quay trở lại. Và trong trường hợp hiện tại thì Việt Nam mình vẫn đang là cái điểm sáng kinh tế toàn cầu. Nếu như quý vị đầu tư, quý vị có theo dõi tất cả các nước trên toàn thế giới ấy, thì những nước như kiểu Pháp này,
Anh này. Ví dụ như Tuấn đợt vừa rồi Tuấn có đi bên Hội An và nói chuyện với anh là đầu tư, anh là một cái quản lý quỹ đầu tư của bên Pháp, và anh nói rằng là người dân bên đó họ rất mong muốn được cái mức lợi suất cao như Việt Nam, tức là khoảng 7%, trong đó bên đó lợi suất của họ đâu đó chỉ 1,1 đến khoảng 2% thôi, tức là con số rất là thấp. Đó thì họ chỉ mong muốn được đầu tư vào Việt Nam thôi, và họ mong muốn là có một cách nào đó để họ có thể đầu tư vào Việt Nam. Thì hiện tại cái phương tiện đầu tư vào mình cũng đang rất là hạn chế, và rốt cục là cuối cùng người ta phải đưa ra một cái quỹ ETF để người nước ngoài thể mua được. Ví dụ như chúng ta sẽ nhận thấy rằng là những quỹ như kiểu VN30 rồi, quỹ VN Diamond đúng không ạ, quỹ VN Finlit là những quỹ ETF mà được nước ngoài mua rất là nhiều thời gian qua. Thì trong cái thời điểm mà kinh tế Việt Nam mình được S&P, tức là được 3 tổ chức tín nhiệm đánh giá rất là cao lên thế, thì cái việc cái chi phí vốn của Việt Nam đi vay trên thị trường quốc tế sẽ rẻ đi. Và khi mà chi phí vốn rẻ đi thì đâu đó cái lãi suất của mặt bằng của Việt Nam vẫn tiếp tục ở mức thấp. Đồng thời nữa là do Việt Nam vẫn là điểm sáng kinh tế nên thành ra dòng tiền sẽ tiếp tục đổ Việt Nam. Và trong đó thì Tuấn nghĩ rằng là trong khoảng ít nhất 1 năm tới thì kênh cổ phiếu vẫn là kênh khá là tốt, ít nhất là ở thị trường Việt Nam. Và chúng ta chuyển sang kênh cổ phiếu, đó là chứng khoán. Thanh khoản tăng mạnh tạo động lực cho kết quả kinh doanh của HOSE. Và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2021 với doanh thu thuần đạt 993 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận là tăng trưởng 46% so với cùng kỳ. Và đây là cái mức lãi suất kỷ lục của HOSE. Và năm 2020 thì thanh khoản bình quân mỗi phiên giao dịch của sàn HOSE đạt 6.190 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Và sang năm 2021 thì dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường, khiến cho thanh khoản thị trường lên ngưỡng là 15.000 tỷ đồng trên một phiên. Và điều này thì chắc chắn sẽ tác động tích cực đối với là kết quả kinh doanh của HOSE. Vậy thì điều này có đồng nghĩa với việc là các công ty chứng khoán cũng được hưởng lợi và có tác động tích cực ở đây hay không, anh Tuấn? Chính xác là chuyện này đã xảy ra rồi, và tất cả các công ty chứng khoán đều đang được hưởng cái kết quả kinh doanh khá là tốt trong thời gian qua. Nhưng mà để đặt câu hỏi lại là bây giờ chúng ta có nên mua hay không ấy, thì Tuấn cho rằng là thời điểm này là thời điểm rất là khó để trả lời câu hỏi này. Vì sao? Vì tất cả các công ty chứng khoán đã được định giá ở mức rất là cao, P trên B đâu đó toàn là 2,5 đến 3 lần rồi. Ví dụ như rất nhiều công ty, nếu quý vị ngồi theo dõi thêm thì đó, tức là mặc dù thanh khoản mức rất là cao và kết quả kinh doanh cũng khá là tốt, nhưng đâu đó nó đã phản ánh hết vào giá rồi. Ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý một cái xu thế này rất là lớn, đó là xu thế về fintech trong ngành chứng khoán. Ở Mỹ khi mà công ty Robinhood ra đời, nó đã khiến cho một loạt các công ty chứng khoán tại Mỹ như kiểu là MChase rồi vân vân, rất nhiều công ty thì nó bị underperform với S&P 500. Đó thì những công ty chứng khoán nào mà họ có đa dạng nguồn thu ấy, thì Tuấn nghĩ rằng là cái khả năng của họ chống chịu với cả sự sụt giảm kinh tế sẽ tốt hơn. Ví dụ chúng ta có là VND thì bao gồm ngoài cái mảng môi giới truyền thống, họ còn có thêm mảng capital market, rồi mảng IB vân vân, rồi SSA cũng vậy, rồi bản Việt, tức là chúng ta nên ưu tiên đầu tư với những công ty đầu ngành. Thì những công ty đầu ngành, cái nguồn thu của họ họ rất là đa dạng, nó không chỉ thuần phụ thuộc vào môi giới, và sẽ giảm được cái rủi ro nếu như thị trường chẳng may có điều chỉnh. Đó thì đấy là lời khuyên của Tuấn nếu anh chị mà vẫn muốn đầu tư vào công ty chứng khoán thời điểm này. Còn đứng ở góc độ của Tuấn thì Tuấn cho rằng thời điểm này khá là rủi ro khi mà định giá của các công ty chứng khoán khá là cao, PB toàn 2,5-3 lần và cao nhất lịch sử từ trước đến nay. Và tiếp theo của về kênh cổ phiếu, đó là chúng tôi tuần này thì chúng tôi có cập nhật đến cổ phiếu Vĩnh Hoàn VHC, đó là chứng kiến sự hồi phục trong tháng 4 năm 2021. Thì thủy sản Vĩnh Hoàn VHC có báo cáo tình hình kinh doanh tháng 4 năm 2021 với tổng doanh thu là tăng 61% so với cùng kỳ. Và xếp doanh thu của theo thị trường thì khu vực châu Âu tăng 3%, Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh với tốc độ 246%, và thị trường Mỹ tăng 130%, và khu vực khác tăng 12%. Và sang nửa cuối năm 2021 thì giá bán cá tra có thể hồi phục như lúc nãy anh Tuấn có đề cập đến với mọi người, khi mà tình hình Covid được cải thiện, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nhu cầu cá tra sẽ sớm trở lại các thị trường chính như là Vĩnh Hoàn, thị trường chính của Vĩnh Hoàn ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc nhờ vaccine Covid-19 được triển khai sớm. Đúng rồi, và chúng ta cần phải lưu ý rằng là những công ty mà được hưởng lợi ấy, nó sẽ bao gồm hai thứ, nó gồm cả thiên thời và địa lợi. Tức là khi mà cái nhu cầu tăng trở lại nó là thiên thời, đúng không? Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn một cái nữa, đó là cái công ty đấy có tăng công suất trong giai đoạn này hay không.
Thì ví dụ như Vĩnh Hoàn là họ mỗi năm họ tăng công suất khoảng 50 ha vùng nguyên liệu. Họ vừa tăng coi như tăng được từ 550 ha lên khoảng 600 ha, tức là tăng khoảng 50% thôi, tức là khoảng 10%. 50 ha tức là khoảng 10% công suất. Thì khi mà họ tăng công suất như thế, cộng thêm vào việc năm nay họ cũng tăng công suất của cái collagen vitamin, thì đâu đó là chúng ta sẽ kỳ vọng phục hồi của Vĩnh Hoàn ở mức nào đó khá là tốt so với cả trung bình ngành. Có một công ty nữa thì cái quy mô nó rất là nhỏ hơn, thì quý vị có thể theo dõi thêm, đó là ví dụ như Nam Việt chẳng hạn. Họ tăng cái công suất từ 200 ha lên 600 ha, tức là họ tăng công suất gần như gấp 3 lần. Đâu chính ra phải từ 200 ha lên khoảng 700 ha. Cái vùng nuôi mới của họ là rộng tận 500 ha cơ. Đó, và họ tự chủ vùng nuôi 100%, tự chủ vùng nguyên liệu. Và sắp tới Nam Việt cũng đẩy mạnh vào cái thị trường Mỹ, nhất là khi mà Mỹ đang phục hồi mạnh như này, thì Tuấn nghĩ rằng là đó là một cổ phiếu rất đáng để xem xét trong thời gian tới. Mặc dù vậy, cổ phiếu Nam Việt là một cổ phiếu rất là nhỏ và có tính đầu cơ khá là cao, nên thành ra quý vị đầu tư nếu như đầu tư vào doanh nghiệp như Nam Việt là rất hết sức phải cẩn trọng và tránh đuổi giá. Đó. Và tiếp tục của kênh cổ phiếu thì chúng tôi cập nhật hiệu quả của quỹ VN-Đáp tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2021 thì tăng trưởng NAV trên chứng chỉ quỹ của chứng chỉ quỹ VN-Đáp đạt 36,01% so với VN30 Index là 33,51%. Tiếp theo về kênh thu nhập cố định, cũng như mọi khi thì chúng tôi sẽ cập nhật một chút về kênh tiền gửi tháng 5 năm 2021, mặt bằng lãi suất đi ngang nhưng có thể tăng từ quý 3. Thì mặt bằng lãi suất tiền gửi đi ngang giữ ở mức là 2,9 đến 4% trên một năm với kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng, 3,8 đến 6,3% trên một năm với kỳ hạn 6 tháng và 4,7 đến 6,8% trên một năm với kỳ hạn là 12 tháng. Với lãi suất liên ngân hàng thì ổn định ở kỳ hạn ngắn xoay quanh mức qua đêm là 1,2%, một tuần là 1,31%, hai tuần là 1,43% và một tháng là 1,49%. Vậy thì với cái tin tiền gửi này thì anh Tuấn đánh giá gì ạ? Với tin mà lãi suất huy động có thể tăng nhẹ một trở lại một chút thì Tuấn cho rằng là nó cũng chỉ là ngắn hạn thôi, bởi vì như chúng ta vừa nói rằng là khi mà Việt Nam mình được đánh giá tăng về xếp hạng tín nhiệm ấy, thì cái nguồn vốn huy động trên thị trường quốc tế của Việt Nam sẽ rẻ đi, và trong đó thì nó sẽ rất khó để tăng lãi suất trong thời gian tới. Đó. Và tiếp theo của kênh thu nhập cố định đó là thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần sôi động trở lại trong tháng 4. Thì tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 năm 2021 thì tăng 101,9% so với tháng trước. Về tháng 4 năm 2021 thì bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29,6% với tổng giá trị phát hành, và tăng 47,7% so với tháng trước và hiện có lãi suất rất là hấp dẫn. Thì mọi người có thể nhìn cái biểu đồ bên cạnh, đó là lãi suất rơi vào khoảng 10,6%. Về tài chính ngân hàng thì chiếm 17,5% tổng giá trị phát hành trong tháng, thì gấp khoảng 2,5 lần so với tháng trước với lãi suất rơi vào khoảng từ 7,9 đến 9,2%. Và điều này thì chúng tôi đánh giá đó là lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng tốt trong quý 2 năm 2021 và các công ty bất động sản vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất và có lãi suất phát hành có thể tăng lên. Tiếp theo chúng tôi cập nhật về kênh thu nhập cố định của VN Direct đến ngày 21 tháng 5 năm 2021. VN Direct thì có kênh thu nhập cố định đó là D-Money với lãi suất cam kết của VN Direct với giá trị đầu tư tối thiểu của quý nhà đầu tư là 1 triệu đồng với lãi suất với thời gian đầu tư là từ 1 tuần đến 2 tháng, lãi suất sẽ dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Kênh thứ hai đó là kênh D-Bond trái phiếu VN Direct cam kết với lãi suất cố định. Thì quý nhà đầu tư sẽ đầu tư trong thời gian trong kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8% đến 8,4%. Tiếp theo thì chuyển sang kênh tài sản khác, đó là bất động sản thị trường khách sạn trở lại tầm ngắm của các nhà đầu tư. Anh Tuấn có cập nhật gì về kênh này cho quý nhà đầu tư không ạ? Như một lần Tuấn đã chia sẻ là Tuấn có một vài anh chị em cũng đợt này đi săn về các bất động sản mà khách sạn tầm 4 sao rất là nhiều, tức là đi săn để mua và cố gắng là sẽ đầu tư trong khoảng 6 năm đủ khi mà hết khấu hao, và khi mà chờ cái thị trường phục hồi thì lúc đó là họ sẽ tức là sẽ rút vốn. Thì hầu hết anh chị em đều đang nhìn thấy rằng là thị trường nghỉ dưỡng bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng là thị trường sẽ được phục hồi rất là mạnh mẽ sau dịch. Đó, tuy vậy thì như Tuấn vừa nói rằng là nếu những nhà đầu tư mà chúng ta nhìn ngắn hạn trong khoảng 6 tháng tới thì Tuấn nghĩ rằng là nó sẽ rất là khó. Nhưng mà đối với nhà đầu tư mà chúng ta nhìn tầm khoảng 3 năm
thì Tuấn nghĩ rằng đây là một cơ hội rất là tuyệt vời, vì chưa bao giờ cái nhiều cái Tuấn cũng đi tham khảo nói chuyện với cả các anh chị em ấy, thì chưa bao giờ cái thị trường bất động sản nó kiểu nghỉ dưỡng, nó trầm lắng như bây giờ, và rất nhiều người đang muốn kiểu như là muốn bán bớt đi để thu tiền về. Thì đấy là một đặc điểm của bất động sản nghỉ dưỡng thời điểm hiện tại, và sẽ dành cho những nhà đầu tư mà sẵn sàng ôm từ 3 đến 6 năm. Tuấn cho rằng là như thế. Và chúng ta sẽ chuyển sang tiếp tục ở kênh tài sản khác. Thì trong tuần vừa qua thì có lẽ là vấn đề về tiền số đang khá là nóng bỏng trong tuần vừa qua và khiến khá nhiều người, nhà đầu tư quan tâm. Thì chỉ trong vòng 7 ngày, đó là gần 1.000 tỷ USD vốn hóa đã bị thổi bay trước khi bình ổn tại mức là 1.800 tỷ USD, và trước đó thì vốn hóa thị trường đạt đỉnh là 2.500 tỷ USD trước khi một loạt những cái thông tin tiêu cực từ Tesla hay là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và chính phủ Mỹ đã khiến cho thị trường tiền số chứng kiến những cái cuộc bán tháo lớn nhất lịch sử. Và thì với thị trường tiền số thì anh Tuấn có đánh giá gì cho quý nhà đầu tư không ạ? Chúng ta nhìn thấy hai điều ở đây đúng không ạ? Điều thứ nhất đó là khi mà những nước như kiểu Mỹ và Trung Quốc họ muốn tung cái đồng tiền số của họ ra, thì giống như kiểu câu chuyện rằng là khi mình đang định mở cửa hàng trước cửa nhà ấy, thì bọn bán hàng rong phải dẹp trước nó đi đã, thì để cho cái người tiêu dùng ấy, người ta sẽ mua cái hàng của mình. Thì đó thì các biện pháp của Mỹ hay là của Trung Quốc là họ đang dọn dẹp cái những cái mặt hàng bán rong để họ tung cái đồng tiền số họ ra. Đấy là cái điểm thứ nhất. Nhưng điểm thứ hai là quý vị có biết là hiện tại trên thế giới có bao nhiêu đồng coin không ạ? Hiện tại tổng cộng đang có 10.000 đồng coin. Nếu tổng cái số lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam của mình lúc đó chỉ khoảng 1.700-1.800 cổ, thì chúng ta thấy rằng là coin ở trên thế giới nó nhiều hơn rất là nhiều so với cổ phiếu của Việt Nam. Và trong 10.000 đồng coin đó thì Tuấn nghĩ rằng đến 80-90%, thậm chí 95% đó là coin rác. Tức là họ chỉ việc mà thành lập một đồng coin nó chỉ mất khoảng 8 phút. 8 phút để họ tạo ra một đồng coin, và đồng coin nó vứt ra ngoài thị trường. Và bây giờ rất là nhiều dân đầu tư mạo hiểm lao vào đồng coin đấy đẩy giá cao lên. Và cuối cùng thì ai là người hưởng lợi? Đó là những người mà chủ của cái đồng coin rác ấy. Họ chỉ mất 8 phút và họ kiếm được rất nhiều tiền trên cái phần mà những người chưa biết gì về đồng coin đấy mua vào. Thì đứng ở trong quan điểm của Tuấn thì Tuấn có cho rằng là nếu như anh chị em mà có định đầu tư vào coin hoặc là không, nhưng mà nếu như chúng ta dự kiến đầu tư vào, chúng ta phải rất là cẩn thận việc mà chúng ta sẽ mua vào những đồng coin rất là rác. Và coin nó đang là một xu thế mới của nền kinh tế. Hiện tại thì nó chưa được pháp luật Việt Nam cho phép, và một số đất nước bắt đầu dần dần mở cửa với nó, như kiểu Singapore, như kiểu Trung Quốc, như kiểu Mỹ. Thì đó là những nước đi đầu, và Việt Nam mình thì sớm muộn tôi cho rằng cũng sẽ có những pháp luật để bảo vệ nhà đầu tư trong mảng này. Đó. Như vậy là chúng tôi đã cập nhật xong một vài những thông tin. Và trong tuần vừa qua thì quý nhà đầu tư cũng gặp khá là nhiều biến động ở các kênh tài sản. Thì tuần này thì anh Tuấn sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Chúng ta thử một câu chuyện này, tức là Tuấn sẽ đóng vai là một người có một đàn gà và đang bị rất là cúm. Còn Duyên sẽ đóng vai là một người tư vấn. Thì Duyên ơi, đàn gà của anh bây giờ đang bị cúm, thì bây giờ anh phải làm sao bây giờ? Ồ, vậy thì anh đã cho chúng ăn gì vậy? Ăn thóc à anh? Anh nên cho chúng ăn lúa mì thì hơn. À, ăn lúa mì, ok. Nhưng mà một tuần, một ngày sau anh lại quay lại với Duyên. Duyên ơi, không xong rồi. Bây giờ đàn gà của anh 15 con chết mất rồi. Làm thế nào bây giờ? Ồ, thế thì anh cho chúng uống nước gì vậy hả anh? Nước lạnh. Nước lạnh hay là nước nóng? Nước lạnh hả anh? Nước lạnh. Ồ, anh nên cho chúng uống nước nóng thì tốt hơn. Thì Tuấn sẽ về cho uống nước nóng tiếp. Và ngày tiếp theo thì bây giờ đàn gà của anh chỉ còn 10 con thôi Duyên ạ. Nó chết gần hết rồi. Vậy thì anh cho chúng uống nước lấy nguồn từ đâu vậy hả anh? Lấy từ giếng. Ồ, anh nên cho chúng lấy từ nguồn nước tinh khiết. Ok, để thử nước tinh khiết. Ngày hôm sau, đàn gà của anh con cuối cùng chết rồi em ạ. Ôi tiếc quá, em còn rất là nhiều ý kiến khác hay để cho anh có những cái bài học để áp dụng. Ok, qua câu chuyện này chúng ta nhận thấy rằng là gì? Tức là mọi lời tư vấn của ở đây đơn giản là lời tư vấn của bạn Duyên. Bạn ấy không phải là người trực tiếp nắm giữ tài sản như Tuấn. Tuấn là một người đang là nhà đầu tư và đang cầm tài sản đấy. Thì Tuấn nên là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho cái hành động của mình. Và không phải lời tư vấn nào mình cũng nên theo dõi theo. Như trong trường hợp của bạn Duyên thì bạn Duyên sẽ coi như là Tuấn sẽ là một cái người để thử nghiệm cái phương pháp của Duyên xem hợp lý hay không, đúng không ạ? Thì đấy là cái đầu tiên mọi người cần phải suy nghĩ. Trách nhiệm đầu tiên khi đầu tư thua lỗ là do mình, không phải là do người tư vấn, được chưa? Rồi thứ hai,
là có những triết lý, chúng ta biết là có những triết lý nó đã tồn tại được khoảng 100 năm, và có những triết lý chỉ tồn tại được khoảng thời gian ngắn, khoảng 1-2 năm trở lại đây. Ví dụ như của Duyên là Duyên chưa hề biết rằng là cái phương án là chúng ta cho gà uống nước giếng hay uống nước tinh khiết nó tốt hơn, mà nó chỉ đang là đúng với người này nhưng chưa chắc nó đúng với Tuấn. Đó, thì có những cái phương pháp đã kéo dài hàng trăm năm mà được chứng minh là đúng thì nhà đầu tư nên lựa chọn những phương pháp đấy. Và để lựa chọn những cái mà đã được chứng minh trong vòng 10 năm hay 100 năm thì có hai loại. Một là quý vị nhà đầu tư có thể lựa chọn theo cổ phiếu Blue Chip. Blue Chip là những cổ phiếu mà đã có thời gian hoạt động lịch sử 10 năm, thậm chí là những cổ phiếu hoạt động đến 20 năm rồi. Đó, thì cái rủi ro mà quý vị cầm ở những cổ phiếu mà sau 10 năm nó có hoạt động tốt thì đâu đó 10 năm sau nó vẫn có thể hoạt động tốt. Đấy là một cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nếu như những triết lý như kiểu đầu tư giá trị chẳng hạn của cụ Warren Buffett, của Benjamin Graham, những triết lý đó rất là dễ hiểu và đã được hoạt động chứng minh trong vòng khoảng 100 năm qua. Và cụ Warren Buffett là một người đại diện tốt nhất cho cái triết lý đấy và đã thành công và trở thành người giàu nhất thế giới. Thì đó là những cái mà mọi người nên theo dõi. Đó, thì tổng kết lại là một là chúng ta thua lỗ là do chính bản thân chúng ta. Và thứ hai, hãy cố gắng lựa chọn những cái gì mà nó dài hạn và nó đã được chứng minh. Đó, xin hết ạ. Cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn. Như vậy là Duyên và anh Tuấn đã cập nhật xong những tin tức của bản tin La Bàn Đầu Tư trong tuần vừa qua. Và ngoài ra thì ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư thì chúng tôi còn có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư, sẽ là nhận định theo ngành các quan điểm về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, các topic trong ngành. Và thời gian diễn ra chương trình này sẽ là 18:30 thứ ba hàng tuần. Chương trình tiếp theo đó là chương trình Cổ phiếu 360 độ, sẽ phân tích một cổ phiếu theo phương diện tích cực và tiêu cực, và thời gian sẽ là livestream trực tiếp vào lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Và còn một chương trình nữa rất là hay của chúng tôi, đó là chương trình đối thoại với PM. Ở chương trình này thì PM sẽ chia sẻ những triết lý và chiến lược đầu tư của PM. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15:30 thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng trên Facebook, đó là VN Direct Đầu Tư Tích Sản Tăng Trưởng Bền Vững và VN Direct bắt tín hiệu trước thời cơ. Quý nhà đầu tư có thể tham gia vào cộng đồng này để cập nhật những thông tin của chúng tôi ở trên đó. Và để giúp quý nhà đầu tư có thể tăng kiến thức để có thể tự tin trong quá trình đầu tư thì tại VN Direct còn có những khóa học đi stock và đi trade để quý nhà đầu tư có thể rèn luyện cái kiến thức cho mình để mình tự tin hơn trên thị trường chứng khoán. Quý nhà đầu tư có thể vào kênh theacademy.vndirect.com để tham khảo những khóa học của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.